First of all, thank you a lot to all of you for coming. There's some special people here I should thank a lot. First of all, I should thank Julie because you made fun come to Denmark. And I should thank your parents. Because they supported you to come there and stay with me. And I also want to thank you for being by my side. Yeah. For loving me on the good and the bad days. No bad. It doesn't matter as long as we're together. Okay. Yeah. It's so amazing. Finally, we are standing here in our wedding with your parents, Mofa, with your best friend, Mika, and with all of the whole of my family. To get this day happen, we have been together for more than 3 years. We started our relationship from zero. We didn't have anything at that time. Day by day, we built it up. So I think today is a good time to start our new journey by this wedding to prove that we cannot live without each other. So to me, you have a good sound. If I start crying, I know. Don't cry now. If I start crying, I know you are always be by my side. You are the one who can like easily to see how I am, how I feel, what I think. It's called love. So our journey is still long ahead. Keep strong as we are. I promise I always also be by your side. Love you, Minska. Last but not least, to Mo, Mika, for here today. I hong lang chi lang chua for karma. The betida recommend for me, for us, for my family. Yahopa Iviha and in Vũ in Vietnam. Lời cuối cùng con xin cảm ơn ba mẹ vì luôn luôn ủng hộ hai đứa con. Cảm ơn ba mẹ đã luôn hỗ trợ tụi con và chuẩn bị mọi thứ trong đám cưới rất là chú đáo. Và cảm ơn tất cả ông ba, cô dì, chú bác hôm nay, bạn bè đã tới tham dự tiệc cưới của tụi con. Tụi con xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay là ngày lên tháng tốt, gia đình tổ chức lễ thành hôn cho Thu Vân và Matthias. Theo lời của ông thông gia của nhà trai, tôi xin kính chúc mọi người vui vẻ, khỏe mạnh và xin nhận lễ vật để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn. Các anh chị cùng với gia đình nhà trai hôm nay đã đến dự thì Matthias và Thu Vân quen nhau đã lâu, cả hai đã cảm nhận được sự đồng cảm yêu thương nhau và tình yêu của Matthias và Thu Vân đã được pháp luật của Thụy Điển chấp nhận. Hôm nay gia đình tổ chức lễ cưới cho Thu Vân và Matthias. Từ đây Thu Vân và Matthias mãi mãi bên nhau. Và ba mẹ chúc cho hai con thuận lợi trên con đường phía trước để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ, tụi con cảm ơn mẹ nhiều. Cảm ơn
đoàn, hai gia đình nội ngoại đã đến sớm để chứng kiến buổi lễ vô quy. Xin chào đón nhà trai đã vượt qua một quãng đường dài từ Đan Mạch, Việt Nam để dự một đám cưới ở Việt Nam, cùng hợp tác và cổ vũ cho Thu Vân và Matthias của anh. Xin hẹn. This love gets us hurt, and the table is empty. You bring out the wine. There must be magic inside your bones. When I get lost in, I'm not alone. You feel. You feel like home.